Sụt luôn bây giờ. Có họng cái gì đó.
lớp mấy rồi? Lớp 4 á. Lớp 4 bé tí tẹo này á. Nặng mà. Nuôi trâu hay nuôi bò? Cái này đi cho con trâu hay con bò? Con bò. Con bò có mấy con? Ba con. Ba con. Còn ở bên kia á. Em và con mấy trong nhà. Chị em mình gói tẹo nhé. Đi về chia nhau ăn nhá. Về cẩn thận nhá. Đây cô cho kẹo. Kẹo chuối nhá. Đây cô cho mỗi bạn một gói nhá. Đây là kẹo chuối. Em bé nhất. Em bé nhất nhất. Dạ. Chim cô. Em ở đây là dân tộc Mông. Kẹo gọi là gì? Nò gì? Nò kẹo. Các em để chị ở nhà còn anh em được không? Không. Không, đây nhé. Cô tí về nhà ăn nhá. Bye bye nhé. Bye. Bye bye nha. Bye con à. Bye bye. Thật nhá. Ra đây đi, chỗ này cho Dâm. Các bạn ăn cơm chưa? Được. Ăn cơm chưa rồi? Chiều nay có phải đi học không? Thứ bảy vẫn phải đi học buổi chiều à? Ở đây bạn nào lớn tuổi nhất? Chị này bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Kia bạn kia 13 á? À thế là hơn tuổi cả bạn này à? Nhà bạn đây này, đây này, còn chị em là ở đây nữa. Đây anh em ấy. Mỗi hai anh em này. Thế đây là em của em à? Không. Kia. Thế đây, đây về đây ạ? À? Đây. Đi cắt cỏ cho trâu chung hộ. Cắt cỏ ở tận đâu? Đây ạ. Xuống tận dưới xong là ngồi lên đây. Giỏi thế nhỉ. Đây cô làm nước chuối để chia cho mỗi người nói nhé. Có chứ. Nó cũng như kẹo mà. Đây, bạn chọn cho cô. Chỉ nhé, thưởng thức luôn. Xin cô. Chào cho cô. Bạn bè. Ê sư cô. 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 Tay này với cái gì trên tay này nào? Nước nè. Ôi dồi. Cái này lạnh quá, nước nẻ đúng không? Đúng. Tay lên nữa này. Còn vết xước này. Thương ghê. Xin chào các bạn. Đến đây coi cho kẹo này. Đến đây. Đến đây. Đi. Xuống kia, xuống chỗ các bạn. Xuống kia, xuống chỗ các bạn. Nên lò kẹo nào nào. Nên. Đều đi lấy cỏ trâu ở đây hết. Về đây. Đừng qua đây. Về đây coi cho kẹo đấy. Cô. Cái này đây phải hai anh em không? Có. Phải à? Cô còn đúng một gói, cái này tí hai anh em chia nhau nhé. Tặng cô một vài. Con cò bé bé không? Không cò à? Thế đi làm, đi lấy cỏ này thì khoảng bao lâu là được một bó? Có đến tối không? Tí tầm 3 giờ. Các bạn đi lấy cỏ nhé. Bye bye cô. Cô cũng đi về đấy. Bye nha. Bye. Hẹn gặp lại nhá.
Đi các bạn ở đây vậy.